linh phường phổ tông phan phổ ba bốn chín đi bờ sai ngã đình chúng cưỡng hai hai tầng hai ngã hai không một gia cơ sổ hiệu cúng ngọn nghĩa đang tâm thiện thiên nhiên phùng phật thu hương hiện cũng cởi giảng ăn cài tảng hướng linh cầu tiêu độ sự chiếu hồn triều thất trung phàm thị thiện hiếu nữ đạo thu thì đạo thị thánh thương đạo thu trang đạo việt nga nghĩa tề độ văn thân vũ thánh hàm phàm anh cũng hiệp đồng toàn thể nam nữ con cháu dâu rể nội ngoại đường đại chúng đăng nghe hai bốn tháng tư năm hai không hai bốn trận vì thân hồn chí hương linh nhằm ngày 16 tháng 3 năm giáp thìn chánh vì thân hồn chi hương linh nguyện hương linh lai đạo sát nhập đang hương thân giảng an phân tình độ sự hai lâm thọ tự hương hoa phổ cung dưỡng ai nhiên thịnh an cư lập nghiệp trụ tại thủ đô Hà Nội thành phố Thanh Xuân quận Phương Đình Phương Hủ Tông Phan Phổ 349 River Sai Ga Đình Trung cư 22 tầng 2201 gia cư sổ hiệu phùng phật thọ thánh tu hương hiện cùng mê cài giả an thân tình độ quy hoàng mê an nghe cầu siêu tình độ sư kim vị trái chủ đạo trần hùng hiệu hôn phàm thị thủy hiệu nữ đạo thị thủy an nghe đạo thị thanh hương đạo thu trang đạo việt nga nghĩa tế độ văn hân vũ thánh hà phàm tướng anh nội tôn đạo an nhiên đạo an huy ngoại tôn độ diệu linh độ minh quân vũ việt hoan vũ việt phương trần linh chi trần việt hưng phạm đinh vương phạm thiên ân trần anh vũ lê minh bùi ngọc lan trần khánh linh trần gia phong trần bảo minh khang vũ
quang khánh minh hiệp đông toàn thể triển hương hoa đặc tâm chiêu hồn triều đinh khai giảng an phân tình độ câu siêu độ sư kim vị hương linh cổ phù đạo công hiệu nguyên màng niên thanh đinh sửu niên 1937 hương thường họ tài trân thế 88 tuổi đại hạn vu ngày 16 tháng 3 năm Giáp Thìn chánh vì thân hồn chi hướng linh hiềm thiệt niệm nhắc linh bậc muội cứu phẩm hiền bén ngộ bồ đề nhi từ y vạn hương nhân kỳ sanh lạc quốc kim tắc nghi diên hoàng mạng pháp sự vân chung tiên điệp tuyên dương hương linh thâu chấp thập tự nhật thời toàn thể con cháu nam nữ ngưỡng điệp mẹ lễ nhị bái
kinh thiên bị điện siêu đồ tháng giáo điện chân thưa cửu đạo huyền năng đà tôn giả nhân tâm định cứu khổ quán âm thị diệm Thường hoa ngày hoa
giang hồ lộ đô tạng hàng quân dân chế tôn phù hiền đôn dinh hoàng bị đao binh hoàng tao cơ tuệ hoàng sa thương chi nâng mạng hoàng hồ giàu nhi tạm thành phương bóng hành tự chi lưu cơ kháng chắc loài hề cô hôn chi chúng triều thình cô hôn gì lại lâm thọ thương hoa phụ cũng dường bồ tát
Linh Văn Bồ Tát Ma Ha.
âm thăng bao tượng vàng đinh kim dung cầm thử đường nhân kỳ cầu siêu đồ kim tâm cân cô sở văn hòa nam bãi mặt nam mô thẩm thương thương độ tam bảo nhân thiên chư phật tôn pháp hiền thánh tăng tăng đại chúng linh cung phụng quan âm tiếp dẫn thế chi đề hệ địa tạng ư tôn tiệp xuất khu đô ni phổ ninh dương liên thành đồng vị bậc niệm chí âm phục nguyện từ bi vô lượng lăng mật hữu tình tiệp hương linh tây trúc tiêu diệu phò dương tuyên nam sơn thọ khảo ngưỡng lại phật ân kính minh cật nghe sở phật lịch nhị thiên ngũ văn ngũ lục niên tuệ tài giáp thiên niên ngũ nguyệt nghe thập tự nhật thời đệ tử chúng đặng hoa nam thượng sở đến nhị bái cũng dường mô lao hòa đạo ta la lợi nam minh đa nam minh đa hậu nam mô lao hòa na la lợi đề an nam minh đa nam minh đa hậu nam mô đắc lợi nam mô đô lôi đa na na la ya la ni la ya một mô đô lô tình là tên na mô la ya ya na la mô la vi tu la hồng ngày la na la mô la vi na tu từ thiên đăng na tiếng này chúng thăng na nghiệp tổ đăng nhầm đi lỗ tàn giới đã trung vô sự tất siêu tung thì tân đầy thì được pháp thân tình đức tội ngoại đàng địch đàng đàng sai khúc mộc nhi tạc dương xuất kiếp huệ bác nhi thần tình đồ sở việt đạo cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường
giá lạnh lùng. Và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Tam Thanh Tu Khổ Tu Nạn Thích Ca Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Viện Vương Quốc Giả. Kính thưa Hương Linh Viện Nam Phật Tử Đạo Công Hiếu, nguyên mạng nhân sanh linh chủ niên hưởng thọ tại tầng thế 88 tuổi, họ bất thiện nghiệp ngày 16/8 âm lịch thì toàn thể các môn hiệu viện rất thâm cầu nguyện hương linh sớm vạn sanh cực lạc tức. Hôm nay toàn thể con cháu vẫn tập được mộ Phật, kính Phật nghe mình hướng vọng đến hương linh, nhất thâm cầu nguyện cho hương linh yêu yêu nhạc cực lạc. Sống không thảm thiên hồ tùy toàn thể nam nữ con cháu giao được nội ngoài thân cư sinh thời mạng vì bình an tư tay nghiệp dưỡng được bình cứu từ sự nghiệp cứu mạng ngọc dịch thân thông đa tài tân lộc sở cầu sở nguyện cầu tâm như ý. Nam mô đại hữu mục kiểm viên phụ tạng ma ha tát tạc đại. Hôm nay phụng nghiêm gia đình Đào Thị Thủy, Đào Thị Thanh Hương, Đào Hữu Khang, Đào Việt Nga và Đào Trần Hùng. Cùng tập thể các môn quý tuyến cung thịnh Chư Đại Đức Tăng Quang Lâm làm lễ cầu siêu độ cho hương linh là thân thủ quý vị. Trước hết
thầy xin chia buồn cùng toàn thể quý vị đã mất đi một người cha, người ông quý kính. Kính thưa toàn thể quý vị tam môn quý quyến, Đức Phật có dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Bởi vậy quý vị làm những việc này thuận với trời đất, hợp với đạo lòng người, để tỏ lòng một người con chỉ tình chỉ hiếu, thì trong 3 năm tang chế quý vị cố gắng ăn chay niệm Phật cầu nguyện cho hương linh. Tại vì sau 3 năm tang chế, thần thức cũng ngắm của hương linh sẽ định nghiệp vạn sanh từ khi mất cho đến khi mạng phục kỳ tang chế. Bởi vậy con người có 3 hàng. Hàng thứ nhất là hàng không bao giờ luôn gây ra lỗi lầm, tạo nhiều điều xấu ác. Hàng này gọi là hàng người cực ác. Hàng người thứ ba là hàng người có ác, có thiện. Chúng ta đây đều là những người hàng người thứ ba, có ác, có thiện. Bởi vậy, từ đây đến khi mà phục kỳ tang chế, hương linh đạo không hiểu sẽ thực hiện vạn sanh theo phước đức của hương linh. Bởi vậy, toàn thể quý vị trong các môn hiểu biết cố gắng ăn chay niệm Phật, tụng kinh mãi sám, ít là làm việc thiện lành để hồi hướng công đức này đến hương linh. Đó là một chút gì gọi là báo đáp công ơn sinh thành dược dục của hương linh đã bao lần công thành danh tội. Còn một chút gì báo đáp công ơn sinh thành dược dục của người cha, người ông. Để tỏ lòng một người con hiểu kính Đức Phật dạy rằng tâm hiểu là tâm Phật, hành hiểu là hành Phật. Mong rằng quý vị trong thời gian này đến dưới một lòng Phật thảo trên bảo tử ngang, để phần nào đền đáp công ơn sinh thành đó, quý vị cố gắng hết mực là không sát sanh, cố gắng hết sức là không giết hại các sinh linh để chúng ta ăn. Vì sao? Tạo nhiều nghiệp ác thiện, nhiều nghiệp bất thiện sẽ tạo nhiều nghiệp lực, và tạo nhiều nghiệp lực thì không thể nào hồi hướng công đức đó để người cha của mình được. Bởi vậy mong quý vị toàn thể tam môn hiểu biết một lòng một dạ cố gắng hết sức để đạt công ơn sinh thành nghiệp lực đó. Một lần nữa thầy xin chia buồn cùng toàn thể quý vị và án thán công đức quý vị đã làm cho người cha của mình, người ông của mình một phần mộ, một nơi an nghỉ, một nơi hằng thật là trang nghiêm, thật là hiếu thảo đối với ông. Kính chúc toàn thể quý vị trong tăng môn hiểu biết luôn luôn được 5 điều cát tường: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là khí thể sáng suốt để tu thân hành thiện. Nam mô thank you.
thành người ơi.